Bây giờ hiện tại là 10 món thịt rắn đã có mặt ở trên bàn. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ và giới thiệu tất cả tới tất cả các quý vị và các bạn lần lượt từng món một nhé bạn nhé. Đây là cái món rắn xào này. Cái món này thực sự là mình ấn tượng cái món này này. Mình thích là ăn cái thưởng thức cái món về cái món đặc sản gì đấy thì mình muốn thưởng thức chính nguyên bản cái thịt rắn đây cơ. Đây đây. Đây là cái phần thịt, nguyên phần thịt nhá, được lọc xương rồi. Đấy. Ăn như này thì mình mới cảm giác được rõ là cái hương vị của món thịt rắn rồi. TV xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì sau một giờ đồng hồ thì cuối cùng cái giây phút trông đợi chờ đợi nhất của anh em mình cũng đã đến. Bây giờ hiện tại là 10 món thịt rắn đã có mặt ở trên bàn. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ và giới thiệu tất cả tới tất cả các quý vị và các bạn lần lượt từng món một nhé bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi một vòng nhé. Đây là cái món đầu tiên là món nem này. Một là món nem này, món thứ hai là món súp rắn này, món thứ ba là cái món rắn xào lăn này, món thứ tư là món lòng rắn xào, món thứ năm là cái món xương rắn súp bánh đa đây, món thứ sáu là món món này là món cháo cháo rắn nấu với cả đỗ xanh, món bảy là món món thứ bảy là món thịt rắn chả lá lốt, món tám là món chả rắn chả viên này, món chín là món xôi rắn này, và cái món thứ 10 là cái món món rắn hầm thuốc bắc này bạn nhé. Đó đó là tất cả là 10 món thịt rắn mà hôm nay là mình sẽ thưởng thức và sẽ chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn nhé. Phương Nam TV xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng thưởng thức 10 cái món thịt rắn này bạn nhé. Đầu tiên là bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món mình sẽ review cái món súp rắn này. Đây là cái món súp rắn đấy bạn nhé. Đây là món súp rắn này. Cái món súp rắn là cái món món khai vị bạn. Thường thường là khi khá là khi mình thưởng thức các món ăn ấy, thường thường mình sẽ ăn cái món súp là món đầu tiên. Để mà mình ăn thịt rắn thế, thịt rắn này mình sẽ ăn cái súp rắn là cái món thưởng thức cái món đầu tiên để khai vị. Thịt rắn quay, mình cảm giác là ăn cái súp rắn này thì cảm thấy là cái thịt rắn của nó dai, ăn cái súp này thì nó cũng tương đối là rất chi là ngọt và nó dễ ăn không ạ? Bây giờ mình sẽ thử cái món nem này chấm với cả nước chấm gì á? Em ơi cho anh hỏi tí. Dạ vâng. Anh hỏi tí là bây giờ là anh ăn cái món nem này thì anh có phải chấm cái nước chấm này? Anh đổ nước để mà chiên món nem rắn là món chả, nó phải món chả và bông hiên. Tất cả là chấm chung với cả nước chấm món bắc nam phạm. Còn đây là nước chấm nem. Còn các món xào thì là mình cũng phải chấm nước ở đây tận. Các món xào thì là ra xào. Không phải chấm món. Ok. Thế thì thường là cái tất cả các món chiên này anh sẽ chấm chung với nước này. Nhưng mà thế là cái gì món anh chấm mắm hay là chấm muối này anh chấm không mắm muối thì là em chỉ à tức là ai mà không thích chấm này thì chấm thêm vào này luôn. Còn bình thường là chiên là chung món này. Vâng. Còn xào thì là một chấm luôn. Xào thì em ra ra vị ra cả. Rồi ok cảm ơn. Cảm ơn em nhé. Đây là cái món chả rắn nhé. Cái này mình cũng chưa biết là chả rắn này được làm từ cái phần nào của con rắn đâu. Mình sẽ thưởng thức trước. Mình sẽ chia sẻ cái cảm nhận của mình về cái món chả rắn trước.
sự là khi ăn cái món chả này thì đường chả thì sẽ được tẩm ướp gia vị, sau đó lại cuốn là cái nem bên ngoài ấy. Khi mình ăn mình thực ra mình không cảm nhận được cái vị rắn, tức là cái gia vị bên ngoài nó nhiều quá. Mình ăn cái bánh đa bên ngoài đấy mình không cảm giác được cái vị rắn đâu, chắc là phải ăn thử cái món xào ăn mình mới cảm giác được cái vị rắn ấy. Con thử thức cái món này không? À, hấp dẫn đấy nhỉ. Ờ đúng. À, quý vị và các bạn thân mến thì đây là cái món rắn xào này. Cái món này thực sự là mình ấn tượng cái món này này. Mình thích là ăn cái thưởng thức cái món về cái món đặc sản gì đấy thì mình muốn thưởng thức chính nguyên bản cái thịt rắn đây cơ. Đây đây. Đây là cái phần thịt, nguyên phần thịt nhá, được lọc xương rồi. Đấy. Ăn như này thì mình mới cảm giác được rõ là cái hương vị của món thịt rắn rồi. Đây. Cái món xào này thì mình sẽ không có chấm gì cả. Mình sẽ thưởng thức luôn nhá. Cái này sẽ được xào là mấy cả. Đây, đây có hành lá là một này. Mình thấy là có rau răm là hai này. Đây là cái hành này chắc là hành khô nhá. Có thêm mọc nhĩ này. Đấy mấy cái gia vị mình nhìn thấy nhá. Đây có ớt này. Có ớt, có sả. Đấy có gần đấy gia vị mình nhìn thấy. Còn gia vị khác nữa thì mình không biết. Đấy nhá. Thực sự là khi ăn cái món thịt rắn xào lăn này thì mình cảm thấy được là cái vị của con rắn. Tất cả các món đây thì có một cái món thịt rắn xào lăn này là mình cảm thấy là ấn tượng nhất, mà nó chuẩn vị thịt rắn nhất. Nên ăn mình cảm thấy là thịt rắn này ăn nó ngọt. Thứ nhất là đầu tiên là vị thịt rắn ăn nó ngọt đó. Thứ hai nữa là ăn nó có độ giòn. Nó giòn nhưng không phải giòn mềm nhé, nó giòn dai nhé. Đấy. Đó, thứ ba nữa là nó có vị tanh. Vị tanh đặc trưng của rắn nhé các bạn nhé. Đấy, mấy cái cảm giác như thế là mình chia sẻ về món ăn như vậy. Đây, Quân thử món này. Nhìn hấp dẫn, nhìn muốn ăn. Ngon đúng không? Rắn tách. Ngon, tuyệt vời. Da, vỏ ngon lắm. Bây giờ mình sẽ thưởng thức 1, 2, 3 này. Bây giờ đến món thứ 4 các bạn nhé. Món thứ 4 là cái món... Món này là cái món... nội tạng của rắn xào nó là dứa. Ở đây là mình thấy là đây cái phần nội tạng của rắn này, đây là cái phần này chắc là phần gan này, đây cái phần này nhiều mỡ quá, nội tạng nhiều mỡ đây, mỡ nhiều không, xào nó dứa này, đây có thêm gia vị thì có rau răm này, hành lá này, đây có phần này chắc là hành khô với tỏi, đấy có mấy gia vị đấy, thêm chút ớt thôi. Đây mình đã thử nước cái phần nội tạng này. Lòng rắn xào dứa rồi nhé. Ăn cái món này thì mình thấy nó hơi béo ạ. Ăn món này ngậy lắm. Nó mỡ, nó có nhiều mỡ. Cảm giác ăn nó béo lắm. Cái phần gan của nó thì cái phần này không biết có phải phần gan đâu. Nhưng cái phần này này. Phần này là phần gan của nó. Ăn thì cảm thấy nó tanh lắm. Ăn cái phần gan là tanh. Con thử nước hôm nay mình thưởng thức thịt rắn để thưởng thức thêm cái món bánh đa các bạn nhé. Đi ăn thịt rắn được thưởng thức cả món bánh đa này, nhưng mà bánh đa này là sẽ ăn kèm với cả cái món này. Đây là món thứ 5 các bạn nhé. Món thứ 5 này là cái món xương rắn này các bạn này. Đây là món xương rắn nhé. Xương rắn, tên gọi của món ăn này là xương rắn xúc bánh đa, tức là sẽ lấy cái bánh đa này xúc cái xương rắn này để ăn. Đây, thưởng thức món này là lấy cái bánh đa xúc cái xương rắn này ăn nha mọi người nhé. Đây, tuyệt vời.
món này cực kỳ ngon luôn các bạn. Món này ngon luôn, mình nghĩ là món này vừa ngon vừa bổ nữa. Cái xương rắn này nó cực kỳ tốt. Nhưng mà xương rắn nó cứng lắm. Nhưng mà ăn lên này thì mình không cảm thấy có bị cứng cả. Thứ là nó được băm nhỏ, thứ hai là được chiên rất giòn. Nên ăn cảm giác ngon. Món ăn ngon cực kỳ luôn. Nói rồi đó. Mình thưởng thức đến món thứ 6 đấy các bạn này. Món này là món thịt rắn cuốn chả lá lốt này, rán chả lá lốt này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cái bên trong nó là thịt rắn, cái phần nào của con rắn. Đây cái phần này được băm à. Phần này được băm này thì mình nhìn này không biết là đây là cái phần nào của con rắn. Em hãy cho em hỏi là cái chả lá lốt này là cái phần thịt nào của con rắn ấy? Thân đi ạ. Phần thịt thân à? Vâng ạ. Thân với da. Thân với da có thứ luôn. Em bảo là phần thịt thân mới cả có một chút da các bạn. Món này thì thực ra món này thì mình không ấn tượng lắm. Là món này ăn nó lúc còn nóng thì nó ngon hơn, nó có độ giòn của cái lá lốt này. Nhưng mà nó ỉ rồi. Món này mình thấy cũng tương đối ổn thôi, nhưng mình không thích món này lắm. Thì mình đã thưởng thức được 6 món rồi. Bây giờ sẽ là cái món thứ 7. Món thứ 7 là cái món đây. Món thứ 7 là cái đĩa chả viên rắn này các bạn này. Đây là cái món chả rắn viên nhá, rắn viên nhá các bạn nhá. Bây giờ mình thấy này. Mình thấy là cái chả viên này này sẽ được tẩm trộn với cả cái một chút đỗ đấy bạn. Không biết là có gạo lếp không? Đấy, sau đó để chiên nhé mọi người nhé. Cái này để chấm với cả cái nước này. Con đổ nước đây. Món chả viên rắn à? Ôi, ngon thế nhỉ? Tôi thử cái xem này. Nhìn hấp dẫn này. Các bạn này, món chả viên rắn này. Ăn cứng xương, không có xương trong. Này. Bây giờ là cái món đến món thứ 8 rồi. Món này là món tương đối là bổ dưỡng này. Món này là cái món thịt rắn hầm thuốc bắc. Rồi. Đây là cái món thịt rắn hầm thuốc bắc nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ thử xem là cái vị của cái món này như nào. Cái món này ăn chuẩn này các bạn. Món ăn cực kỳ ngon luôn. Món này thứ nhất là ăn nó ngon này, nó thơm này. Thứ ba nữa là nó bổ dưỡng. Thứ tư nữa là cái món này này, như theo mình tính ấy, khoảng được nấu trong vòng linh trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ. Ăn món này cực kỳ ngon và tốt cho sức khỏe đấy. Mình ấn tượng món này. Trung ơi, ngủ dậy chưa? Mình sẽ thử giúp cái món thứ 9 nhá. Món thứ 9 là cái món xôi ăn với thịt rắn. Món thứ 10 là cái món thịt rắn linh đỗ xanh này các bạn này. Cái món xôi này thì
Đây là gọi là món xôi rắn, nhưng mà đây món xôi này thì ăn với cả thịt rắn. Đây là xôi không chứ. Xôi này là ăn với thịt rắn. Cái này chắc ăn với chả rắn. Cái này chắc ăn với chả rắn. Cái xôi này thì xôi này khả năng trong quá trình nấu là sẽ có chút cái mỡ rắn cho vào, ăn cảm giác mình nghĩ là sẽ có một chút mỡ rắn để phi hành với cả là dưới lên trên. Đây là món thứ 10 không ạ? Món thứ 10 là món thịt rắn linh đỗ xanh này. Món này ăn nhẹ, em thấy ăn không ạ? À, mày không? Bây giờ anh em mình mới thưởng thức đến cái món rượu rắn mà. Cái rượu đỏ này là cái màu đỏ này, cái màu rượu của cái tiết rắn. Còn cái chai xanh xanh kia là chai của cái mật rắn. Rồi. Chào mọi người, thịt rắn nhé, thịt rắn nhé. Chúc cuối tuần nhé. Ủa, con này nó bành ác nhỉ. Con này thưởng thức cái món đấy, món rượu mật. Rượu mật. Cái rượu tiết rắn này thì uống cảm giác tanh nhỉ? Tanh. Uống cảm giác cực kỳ tanh luôn. Cảm giác thắng mật này, nó nóng này. Đây là cái rượu mật rắn các bạn nhé. Xin mời tất cả các quý vị và các bạn nhé. Mật. Quán này mới chục năm. Quán này mới chục năm. Một cơ sở nữa ngoài đường. Thì sao bao nhiêu năm em ơi? Bao nhiêu năm thì sao? Bao nhiêu năm? Quý vị và các bạn thân mến, thì vừa rồi thì Phương Nam TV đã chia sẻ tới tất cả các quý vị và các bạn 10 món ăn của món rắn. Hôm nay thì mình cũng chia sẻ thêm cho tất cả các quý vị và các bạn một cái địa điểm mà quý vị và các bạn có thể thưởng thức cái món rắn này. Đó là cái nhà hàng Nguyễn Văn Dực, địa chỉ là phố Lệ Mật, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nhé. Thì cái video này thì Phương Nam TV sẽ kết thúc tại đây nữa nhé. Quý vị và các bạn khi theo dõi video thì nhớ like, share cũng như đăng ký kênh của Phương Nam TV nữa nhé. Và đừng quên là ấn cái chuông để đón nhận những video mới nhất nữa nhé. Hôm nay là Phương Nam TV xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn. Là những video tiếp theo. Cứng như